Ai xem trước rồi nha. Chat talk. Xem chat talk xem là lúc này là chat talk cái gì. Xem lúc này chat talk cái gì. À, ở trong trận chung kết lần này thì chúng tôi cũng không quá bận tâm nhiều về đối thủ. Bởi vì chúng tôi cần phải quan tâm vào cái đánh của mình nhiều hơn. Chat talk hiền có ra. Chat talk hiền có ra. Bởi vì chúng tôi cần phải quan tâm vào cái lối đánh của mình nhiều hơn. Và chúng tôi tin rằng là cái lối đánh này sẽ giúp đội giành chiến thắng. Mobile Marine, Gigabyte Marine. Đó. Xem cái chat talk của Gam với cả chat talk của Evos là thấy khác rồi. Mỗi khi họ gặp tôi ở các trận thi đấu môn 5, họ đều bị tôi cho ăn hành. Nên trận chung kết này cũng vậy. Xem chat talk là khác rồi. Mình không quan tâm người ta là Zero đây chat talk thế này. Zero đây chat talk thế này. Khi anh tập hay thi đấu, chúng tôi thường hay chia tên. Và điều đó làm chúng tôi không quan tâm đối thủ là ai. Và trận chung kết cũng như vậy. Cam ở giai đoạn playoff có lối đánh rất là hoa mỹ. Nhưng nếu như họ không có được đủ lợi thế, cặp môi bò gãy hơi khác sau trận đấu họ không biết cách kết thúc. Cái gì đây? Đó là một cái yếu điểm của họ. Anh Minh may mắn chat talk cái gì đây? Tâm lý chung của mọi người trong đêm thì theo mình thấy mọi người Huy Biển chat talk, Huy Biển chat talk. Còn riêng đối với mình thì nếu mà mình có cơ hội thì mình sẽ thể hiện mình hết sức ở trận cuối cùng của mùa giải. Nhìn cái cách mà Gam hạ gục IG và UTM thì cũng khá đó. Như vậy cũng chưa đủ đẳng cấp để sánh vai với chúng tôi đâu. Chưa đủ đẳng cấp đâu. Vì thất bại ở vòng bảng 04 nó cũng có chắc tóc phải thế. Tác động một ít đến với tất cả thành viên đội và cũng tạo động lực để mình quyết tâm hơn ở trong trận chung kết này. Ở vòng bảng chúng tôi đã win Gam với tỷ số là 4-0 với trận đấu sắp tới, chung kết sắp tới. Trời ơi, lúc này đang Zin mặt nó mụn không à? Thế nào là 0-7? Giờ đỡ nhiều à? Về gần nó phương, đó là anh. Ngài Glenn Challenge mặt cũng mụn không hả? Tại tình đăng, thế thôi. Hít kèo. Em rất hào hứng vì đây là trận chung kết VCS đầu tiên của em. Nên em rất muốn tận hưởng nó. Thế thì mình sẽ giúp bạn tận hưởng một trận chung kết trong nước mắt. Slay vị trí AD thì anh ta hồi trước thì khá phụ thuộc vào đồng đội. Nhưng còn bây giờ thì mình không để ý lắm. Còn Robby thì mình không để ý nhiều về anh ta. Dạo này nghe nói Achi cũng lớn tuổi rồi. Nên mình nghĩ Achi nên ở nhà nghỉ ngơi đi để lần này mình đi FI với Slay rồi. Thần tượng của mình khi mới chơi Liên Minh là Achi. Và trận chung kết này mình sẽ vượt qua thần tượng của mình với thành tích đầu tiên là 2 lần tham dự MSI. Đối với em thì cặp đôi đường dưới của đối thủ là một cặp đôi khá trẻ. Có mỗi cụ tổ là có mỗi là cặp môi bò kia là chắc thoát gắt hả? Phòng thủ thì em sẽ dùng trình lối đánh đấy để đánh bại họ. Nhờ tụi tôi đánh lối đánh phòng ngự như vậy nên mới chiến thắng các bạn 2-0 rất là dễ dàng. Thành thật khuyên các bạn không biết thì đừng có học theo, hẻo thua đấy. Mọi người tưởng so sánh tôi với No Way. Trả bài, trả bài. Sau trận đấu này tôi sẽ chứng minh không ai thể so sánh được với tôi. Đối với em sự khác biệt lớn nhất giữa Gam bằng bảng và Gam bằng playoff đó chính là sự gắn kết của các thành viên trong team và trong 10 ngày luyện tập thì bọn em đã luyện tập rất chăm chỉ và đó là thành quả mà bọn em xứng đáng đạt được. Cái điều mà em muốn rất muốn khi mà chiến thắng chung kết là em muốn hình ảnh mà huấn luyện viên Tiny Cool và Rick Kai và Zero Day ôm nhau mà nâng cao chiếc cúp vô địch. Em nghĩ em chưa hình dung được gọi là cảnh đó nên em muốn cảnh đó xảy ra. Bởi vì anh nghĩ rất thích anh Visa cho nên nếu tôi chiến thắng trong trận chung kết lần này gặp bên lề không được ra sân à? Visa đi nhán hay không? Nếu như vô địch, đó. Em sẽ quay clip hít đất 1.000 cái cho anh em. Việt Nam nói là làm. Cặp môi bò là chắc thoát hơi gắt. Cặp môi bò là chắc thoát phải thế. Phải oẳng lên, phải gáy khét. Một lần nữa xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khán giả đã có mặt tại GG Stadium. Vì Rin cũng ở ngoài đời khi bước vào trận bằng tất cả những rõ ràng thì trận đấu đó team 1 bất ngờ mà thứ tôi cảm thấy bất cũng không thể phủ nhận một điều là tôi cảm giác là đứng sau bóng hình của Chris Sky là có trẻ tuổi và có tài năng
nhưng lại là team 1 à. Thắng bán đấu này Gigabyte Marine và Tín Định vẫn muốn dùng cái đội 1 này để chiến thắng đối phương thêm một lần nữa. Lần này thì Gigabyte Marine cấm đi Rakan, chọn Swain. Đó là một con bài Evos sang team 2, Evos sang team 2. Zeo đây sử dụng quá ổn ở khu vực đường giữa. Thêm vào nữa, họ bắt buộc phải cấm Zeo lên thường sát thương. Còn nếu như mà Evos game này vụt lại liền. Định là tiếp tục thế là thôi, chúng ta không thể nào cấm họ ở bên đội 1 thì cái áp lực rất nhiều. Sau khi cấm đi Azir, họ lựa chọn Rai đem về. Những màn thể hiện Rai của Zeo đây ở giai đầu tiên của bóng bàn vẻ không quá ấn tượng. Xe lại mạnh mèo rồi. Coi đối phương được mà, mọi người lúc này nhìn được mà, cũng con dai mà. Giờ nhìn mới bể bóng á, lúc này nhìn còn man này, giờ nhìn hơi bể bóng á. Mạnh An giờ nhìn cũng man này, lúc này nhìn man mà, đầu cắt môi hả? Không đầu cắt môi, bảnh mà, được mà. Thì họ đã quyết định lựa chọn Trundle, vị tướng thứ 3. Kèo này là kèo nên để đứng trên chọn sau này, thế nên là không nên chọn đứng trên ngay từ bây giờ. Một điều rất quan trọng là Cassiopeia của Warzone. Cassiopeia của Warzone đang có tỷ lệ thắng là 100% tham gia bán kết, nên thành tích đấy chỉ dừng lại mức độ vòng bảng mà thôi. Nhưng đúng là cách anh ta sử dụng Cassiopeia cả gian đi đường để thắng được chiếc Gigabyte Marine trong những vòng đấu. Stark muốn thể hiện bản thân mình, anh ta muốn nói thì Stark cũng có thể làm được. Và On đang là vị tướng được On. Cái lúc này ấy, anh em biết sao không, là cái lúc này ấy, là đã xác định chơi cái chiến thuật combat tổng rồi, cho nên là những cái con nào meta mạnh nhất, combat khỏe nhất vác vào, không đánh đẩy cánh nữa, đánh combat thẳng mặt. Được lựa chọn, đội hình của họ đang tỏ ra tương đối vững chắc, hiệu khống chế diện rộng, khả năng càn quét, khả năng chống chịu, mọi thứ họ đều đang có. Và chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể quên được một việc là Trundle cũng là một mẫu tướng đường trên, nên trong một cái trường hợp nhỏ nào đó thì Trundle sẽ trong tay của Zeroth để đi đối đầu với cả On. Nhưng tôi nghĩ là điều này không hay lắm, bởi vì cái chất tướng Trundle nó sẽ ít. Buồn quá. Chắc là off ở đây nha anh em. Chắc là off ở đây thôi. Cái content này chém gió này, mai có tiếp ha. Chứ giờ hơi oẳng rồi, giờ oẳng chó. Giờ oẳng chó rồi, mai có tiếp nha, mai hẹn anh em ngày mai nha. Thôi anh em cũng ngủ sớm nha. Ngày xưa đẹp trai mà, mai tiếp tục, bây giờ oẳng chó. Mai thì mình sẽ xem tiếp rồi mình cùng phân tích lại cái cặp bao năm này cho anh em ha. Còn giờ thì thôi, chúc anh em ngủ ngon. Bye bye anh em. On là đứng trên so với các vị tướng khác. Qua co tới khúc này. Camille bị cấm này, Na bị... Qua co tới khúc này này. Anh ơi, anh đẹp trai thế. Cảm ơn em nha. Cấm, Swain đứng trên bị cấm. Đúng rồi, đang căng. Vậy thì Zero sẽ cầm cái gì đây? Tôi cực kỳ thích nếu như ván đấu này Zero. Anh em chờ xíu. Anh em lấy nước nôi đi. Đi vệ sinh các kiểu đi. Thầy xin phép đi vệ sinh xíu. Rồi quay lại chúng ta sẽ tiếp tục. Ha ha. Thầy cắt clip mấy game này nha. Để xem đã, sợ đánh bản quyền chết. Là cái khúc này ấy là đang căng rồi. Đang bị dẫn trước 1-0 rồi. Cho nên là phải chiến, phải chơi đội hình, phải bung bài ra thôi. Đánh có bát tổng. Boss, trang bị đấy phải hỗ trợ khiến rằng đối phương có hơi quá tự. Nó sẽ không còn lượt về nữa. Nó sẽ không làm chậm. Hiện tại, ăn đúng. Zeroth sử dụng Sion ở đường trên. Còn nếu như... Bung luôn. Nếu mà để thua game nữa là dễ toang. Mặt tay dài. Không. Nhiều bài mà đâu phải 1-3, 1-2 bài đâu. Khi mà những bung thứ luôn, kiểu bung luôn. No way tương khá là tương đồng với những gì là những khi việc trừng phạt vấn đề. Đây không phải là nguồn sát thương liên tục để có thể đo lại Caitlyn vào đoạn cuối trận đấu. Có lẽ họ tự tin vào sức mạnh của Ryze trong tay của Zero đây. Nhưng nếu như để xét đến giai đoạn phút thứ 40 trở đi. Nhìn giao tranh này. On, Seju, Cassiopeia, Taric.
Sức mạnh của Riot thậm chí còn không thể bảo bằng được so với Cassiopeia. Và đội hình của EVOS đang là đội hình có khả năng giữ thế trận rất tốt với On, Cassiopeia và thêm ở Caitlyn. Khả năng phòng ngự ổn giúp cho họ có thể câu kéo trận đấu này nếu như họ không mắc phải những sai lầm như bản thân trước. Trận này hay, trận này nói chung là cái bo 5 này được đánh giá là hay đấy. Có đấy là một sự trong quá hết cố gắng câu đang thực sự mong chờ. Minh Lộc nhìn cute quá nè. Chính thức được bắt đầu này của cả hai ngoại trang. Sự lựa chọn nói chung là Minh Lộc ấy, nó chơi cái kèo này ghê lắm, nó chơi cái kèo on với cả Sion này, nó chơi Sion ghê lắm. Lúc này nó chơi Sion ghê lắm. Cụ tổ có cái pen đúng không thầy? Hình như là thế. Khởi đầu dừng trong ván đấu này. Pen hình như là ở vòng bảng hay sao ấy. Tương đối mở. Từ lên Charlotte, lên Charlotte. Anh ta không cần phải quá ngại những pha cướp dừng bỏ hoãn tiêu giao chặt. Game này sao ta, không nhớ luôn. Game này giờ không nhớ được luôn ấy, mấy game này giờ không nhớ được luôn ấy. Cho nên là mình cùng coi lại rồi mình cùng xem nha. Mình cùng xem pha phân tích những cái pha nào. Tình huống ra sao ha. Lúc này bot gam ra trước, bot gam ra trước. Cả hai bên đang tỏ ra ngang nhau, quá nhau. Stuck chắc chắn sẽ lợi hơn, có lợi hơn. Chắc chắn Zero sẽ là người lỗ và Stuck rất tỉnh táo trong tình huống nấp bụi. Ủa lúc này con On nó đứt có siêu luôn. Cái lợi thế lúc này On hơi bị mạnh, cực mạnh nhá. Nó đứt có siêu luôn. Còn khu đường dưới khi không cần phải hỗ trợ cho người đi rừng thì No Way và Archie đều chủ động đẩy đường rất cao. Bị Tini bắt đánh chứ ai mê đánh tanh không? Cái này là Lộc nó muốn đánh ấy. Kể cả cái game 5 luôn, Lộc nó cũng muốn đánh On, Cái đó Tini cũng nói rồi mà, Lộc nó cũng xác nhận luôn mà. Và theo những gì tôi nhớ được thì dường như đây là lần đầu tiên tôi thấy No Way sử dụng con bài Jin này thì phải. Đúng, tôi cũng thấy đây đường giữa đang đẩy nhanh hơn. Trong khi đó thì còn con cóc, xin lỗi các bạn. Sang cướp à, cả mát rồi. Bị phát hiện. Cả hai cần phải mua đổi lít, đổi bùa. Lần đầu tiên của trận. Bởi vì Jin có thể tiến sang đây và có bùa. Điều hướng gọi là mặt đây là xe Juani cầm tốc biến, húc trượt No Way, No Way cây lại phản đòn, anh ta bắn chắn đầu ra tới, sát thương lắm, chặn đồ bây giờ không ăn được, không cướp được đó, quá là lỗ đó. Từng đấy nỗ lực đến từ bộ đội đường dưới của Gear Marine là đủ để khiến cho Marine nữa Gray Sky quay trở về phần rừng của mình với việc bảo toàn vẹn được lãnh thổ rừng và thay vào đấy nữa anh ta sẽ có được 3 bùa lợi khi anh ta hoàn thành xong bùa lợi đỏ. Tương đối lời với những bước di chuyển đầu tiên. Hay quá, húc trúng nhưng sẽ khó để có thể làm choáng được Gray Sky trong cái bối cảnh như thế này. Như vậy là Gam lại thắng trong giai đoạn đầu. Hit kèo lúc này đánh hơi bén. Chiến thuật của hai kèo lúc này đánh bén lắm. 5 phút đầu nó nghiêng hẳn cho Tín Địa Khun. Khi mà cảm giác của tôi là Tín Địa Khun biết hết đường đi nước bước của Evo là vậy. Jin đi với Brum hơi và sai. Và cái cách khởi đầu rừng của Jin cái lượt Jin này chắc là muốn pick con tay dài ngang với cả con Caitlyn. Cái lượt Jin này lúc này đang là meta đấy, con Jin này cũng đang là meta nhá. Chắc là bên phía Gam muốn pick để đi tay dài ngang với cả con Caitlyn. Nhưng mà theo như là thầy đánh giá thì là cái lượt Jin này lựa chọn là không hay. Mặc dù nó là meta thật nhưng không hay. Tại vì con Jin nó bắn vô những cái con tanh như con On, như con Seju này rất là lâu chết. Lợi hại đúng không? Một chất tướng chăn đồ không cần tới việc phải mua cái bình thuốc tái sử dụng hay là mua quá nhiều máu, anh chỉ cần mua một bình máu mà thôi. Cộng với việc anh ta mua thêm mắt kiểm soát, vòng ra khu đường giữa dựa một cột băng tốt và lấy đi tốc biến của Gozer một cách rất dễ dàng. Lúc này hit kèo đánh ghê, hơi bị ghê luôn. Và mỗi lần cọc trở nên dễ dàng hơn cho Zero đây rồi. Không nhưng mà nhỏ lẻ thế thôi. Nhỏ lẻ thế thôi nhưng mà lát nữa cái đội hình này ghép vô nhau ấy, đánh combat á, đánh Gam chịu không nổi luôn. Combat tổng gom Gam chịu không nổi luôn. Khắc tiến sang vậy. Ngọc xem Stuck đã bị dành cho. Ô! Sát tầm nhìn đã đem lại cho Gamma Ray. Anh ta cắm được một cái mắt kiểm soát vào bụi cỏ nhỏ. Mình may mắn bị nhạt rồi, Khoảng gian chống nó tạo ra rất ngắn ngủi. Nhưng khi bạn chạy qua cái vùng Sion đem trên thành Mark E đi lên không thua con nào luôn, phải không thầy? Cái lúc này ấy là con On Sion cầm thiên thạch nó tùy kèo nữa, nếu mà nó phải đi với cả kèo tay dài thì nó sẽ mắc E, còn nó mà đi với kèo tay ngắn nó vẫn mắc Q thôi, tại vì nó E phát nó làm chậm đúng không, xong rồi nó lên nó gồng cái Q là không né được. Nó đập một phát là toét đầu luôn. Ta tăng thêm lượng tốc độ di chuyển rừng
với bùa hai rừng là ngang nhau. Hơi thua tiền một xíu, hơi thua tiền một xíu, thua tầm 4.000. Thua tầm 4.000. Khi Sion của Zeroth có chiêu cuối mà biết rằng Warzone không còn tốc biến nữa, wow. Anh ta đã muốn thực hiện cuối của mình. Nhưng quyết định của anh ta sẽ chỉ mà áp lực của con bát tổng mạnh hơn. Flash lên. Warzone dùng chiêu quyền giữ chân được Jungle. Nhưng Flash Archie đang ở đây chưa có tuyết tê tái, có làm choáng. Quisky cũng đuổi theo tốc độ ở đây. Và ui, pha này không chặn được. Chân Warzone hất văng Zeroth lấy về điểm hạ gục thứ hai cho bản thân mình cũng như Gear by Marine. Và họ cướp đi luôn bùa lợi xanh của đối phương, kể cả đối phương có thông tin đi chăng nữa. Rất thông minh là chỉ khi quyết tâm đánh hạ thông nổ để đưa cả hai về một cái dí nơi của Warzone chạy. Nhưng cái gì dí cũng rốt chạy như chó đắt lắm khi mà trong quá trình đảo đường đi thì tại vì biết con cát không có flash cho nên là hit keo flash lên luôn. Lính nhỏ nhỏ mà thôi. Nói chung đường trên cho nên là hit keo flash lên luôn, chiến luôn. Zeroth thực sự là người chơi khu đường trên không chỉ đánh hơi bị bén luôn tầm cái đội hình này luôn á. Chỉ bằng dịch chuyển mà còn bằng cái bùa ít nhất sẽ khiến cho người đánh hơi bị bén. Để full màn hình, để full màn hình thì nó lại bị cái dòng chữ anh ta bị cướp hai bãi chim, anh ta vừa bị cướp thêm con bùa lợi xanh nữa, dám cướp nốt cả bãi cóc. Đúng vì nên nhớ kể cả thậm chí anh ta sẽ bị đẩy ngược trở lại bởi hơn ở giai đoạn đi đường thôi, hơn ở giai đoạn đánh 22 đánh 22 33 thì có thể thua, nhưng mà đánh 4455 là không thể thua được. Giản là Warzone không có bùa xanh thì quãng thời gian sắp tới của Warzone trở nên cực kỳ khó khăn. Hit keo giờ mất tích đâu rồi anh? Hit keo giờ thành Glen Chalet rồi em. Tôi nghĩ là lại tiệc lại hay bắt đầu xảy ra ở đâu đó rồi. Đường dưới thì hơi khó tấn công, nhưng nếu như bạn lên đường trên. Điểm sáng của Evos trong ván đấu thứ hai này đang nằm trong tay của Slug, hoặc thậm chí có một chút xíu lợi hại hơn. Con chăn đồ lúc này mạnh, nó counter được Olaf, counter được Seju. Nhìn người đi rừng và đặc biệt ba con lính tuyến sau, và kiểu gì anh ta cũng sẽ người đẩy đường trước Kaitlyn và Tarik ạ. Thì họ biết là Warzone sắp sửa hồi lại tốc biến rồi. Quá muộn. Dịch chuyển không có phạm vi an toàn. Anh ta đánh hơi được cái mùi gì đấy. Không thơm. Và ngay lập tức anh ta chủ động thoát ra khỏi phạm vi tấn công. Loanh quanh ở khu đứng giữa. Giờ thì thời điểm buộc thua thiệt trước Chris Sky. Mặc dù đó điều hơi khó. Quanh khu vực khả năng ra cái nứt. Họ rút ra được sau dạn nghỉ ngơi. Nói chung là cái lượt pick xạ thủ này ấy, nếu mà là một con xạ thủ khác, thì có thể là Gam có thể thắng được cái trận này. Nhưng mà là vì con Zihin thì nó bắn tanh hơi bị lâu. Rồi combat thì nó cũng không có sự cơ động nữa. Mà bên phía của Evos này đánh combat tổng lại Taric này, Sejuani này, On này hơi bị mạnh. Nếu như họ tiếp tục để buông con mất đi những cái trụ một trong trận đấu, mùa đỏ chưa chắc đã áp giác là Quick Sky hướng an toàn. Nếu mà Gam lúc này chọn một con xạ thủ khác thì có khi là Evos nguy rồi. Quick Sky sẽ nắm được cái thời gian ra thêm một con cắp, con dao hai lưỡi. Với cách lên đồ của ta bị để gia tăng khả năng hồi lại mức độ là sông Gear Marine họ cũng đã bị nắm được. Anh ta sẽ không thực hiện được bất cứ một cú vòng xoáy ma pháp của mình nào xuống khu vực đường dưới để thực hiện những pha ganh nguy hiểm vào bộ đội. Mà đi lên tầm đó giờ chỉ có con Jin đi lại thôi thầy. Còn Ace mà, cặp đôi Ace Brum băng tộc cũng mạnh. Mà cái sải tay Ace nó cũng dài nữa. Để xem là có ban Ace không. Thế nào có ban Ace không? Không ban Ace. Không ban Ace luôn nha. Không ban Ace. Sky đã mất từ trước. Trong tình huống stuck. Nè. Phải chuyển. Bỏ nhau à? Tình huống giao tranh vừa rồi bán. Đây là Brum và Sion cùng với nửa sườn của đây, họ có thậm chí rừng, đặc biệt là con mắt kiểm soát cắm ở vòng xoáy chỉ đơn chắc giản quay trở lại khu vực giữa. Cái team này ấy, là combat tổng khỏe, đánh ở những mục tiêu rồng với cả sứ giả là binh luôn. Là chỉ cần đi, hai thằng tanh đi trước, thằng cát đi sau, thằng AD đi sau nữa. Đó, mình đi theo đội hình, mình đi theo kiểu quân đội luôn. Và combat là binh. Nếu mà Sion ulti Lavo đúng không? Taric bật ulti chơi luôn. Chân được. Gặp là trục. Chỉ là con rồng gió thôi nhưng nó đã cấu được rất nhiều máu. Quick Sky rồi. Tốc tiến né Bola băng hàn. Ngay lập tức có dịch chuyển đẩy. Đấy là Bola băng trên. Và Tắc sẽ có mặt cùng với những người đồng đội của mình thì chắc chắn là con rồng này thuộc bản quyền của Evos. Sion tới. Sion đang tới và đây là họa sư hiệu triệu cố vất vả được hai người. Đó, thấy không? Anh em thấy không?
Đây. Và đây là Sion Lavo. Rodobe bật ulti cho ai? Đánh thẳng mặt. Với cả pha này, với cả pha này, Gam đánh hơi thiếu kỷ luật. Này, No Way vẫn còn ở bot. No Way vẫn còn ở bot nha. No Way vẫn còn ở bot nha. Pha này rồng đã mất. Rồng đã mất. Hit keo đã mất tốc biến rồi. Không còn tranh chấp được rồng nữa rồi. Lui đi. Không còn mục tiêu gì nữa. No Way ở dưới bot này. Nhìn trên bản đồ. Tụi em có thể nhìn trên bản đồ. Là pha này là không hơi. Pha này là thiếu kỷ luật. Mà vẫn còn muốn lên đánh. Thiếu người. Và đây là họa sư hiệu triệu. Cú hút vẫn vâng được hai người. Chiêu cuối của Taric được vật lên cũng chưa ra người. Sắt cấu dựng, nó chưa có sát thương. Gieo đây là người phải nằm xuống. Sắt cấu vẫn trượt 3 phát. Phát thứ 4, nó gây được một ít sát thương vào Ronopi mà thôi. Dừng lại việc ăn được con rồng và hai điểm mà của đối phương. Evos vươn lên khi họ đã tấn công vào trụ một khu được giữa. Họ làm cái gì đây? Tại sao Gigi lại hiến máu nhân đạo nhiều đến như vậy khi chỉ tấn công một Achi đã dựng tối kiên cường hay là làm gì nhỉ? Anh ta đang tự làm mất thời gian của bản thân. Lato sẽ đi vào khu vực. Pha đấy chắc là ai côn đánh. Pha đấy chắc là ai của Gam côn đánh. Có thể là Rapper Minh Lộc. Có thể là Rapper Minh Lộc. Phương vào để kiểm soát nước con bùa xanh này. Và hoàn hảo nhất là Warzone sẽ là chủ nhân con bùa xanh đó thì là tuyệt vời. Đái luôn, đái luôn, đái luôn, đái luôn, đái luôn. Làm choáng hai người. Không đái, không đái, hết mana, hết mana. Pha này mà thằng Warzone nó có mana là chiến luôn. Đây là Brom và Sion. Mai mấy giờ đấy không? À hình như là 4 giờ em ơi. Chính bản thân của họ nữa. Hình như là 4 giờ. Bạn muốn đâm còn băng địa chấn và Sion có cái nội tại báo oán của mình trở nên cân bằng. Vô la băng hạt. Nè, và Star xem lại tình huống thi đấu. Đó, cái pha này ấy là bên Evos Tele là ăn con rồng. Nè, hit keo đã phải flash lên để flash để né cái Bola. Nói chung là pha này là mất thế rồi. Sion của Minh Lộc vẫn còn từ nhà ra, từ nhà chạy ra. Không có Tele, phải từ nhà chạy ra. Cái pha này là tới trễ rồi. Cái pha này là tới sau rồi, rồng ăn được cũng nửa cây rồi. Phải bỏ. Tốn đi cái Bola băng hạt. Pha này Gam phải bỏ. Nhưng thứ mà Evos thu lại được là một cái tốc biến của Chris Sky cùng với lượng máu rất lớn mà Chris Sky đã mất từ trước. Này, trong dinh, tình huống solo rồng. Phải chuyển ra tiếp theo từ Chris kéo Sky châu là, kéo và châu cú hỏa diễm châu rất đẹp tới từ Stuck. Nhưng thiếu người mà vẫn đánh này. Có vũ chuyển ra người. Thiếu người mà chiêu cuối không này. Hề gây được bất kỳ chút xíu sát thương nào đến từ No Way cả. Trừ bên đạn thứ tư nhưng bắn vào một ROP gần như đầy máu. Nó không ý nghĩa gì hết. Và có hai điểm nhấn mà chúng ta cần phải để ý. Xin hai xác liền. Xin hai xác liền. Ăn con rồng, bonus thêm hai xác. Hóa đá cả lấy đó là con dê lần đầu tiên được pha thi đấu rồi. Giờ cứ đánh con bát tổng cứ mục tiêu ra là mốc. Trong tay của Zero cái quyền năng bất diệt càng giờ là đừng có đánh nhỏ lẻ, chỉ đi chung. Hơn so với đi chung. Anh ta đang thổi về. Anh ta bị chói 2 giây. Trời. Đến từ một tình huống nguy hiểm. Này. Là người vượt trội hơn so với Zero đấu. Pha này stack ẩu, pha này stack ẩu. Pha này stack ẩu quá, thằng Rai nó đi từ đời nào rồi kìa, lên BK kìa. Đang lấy để hướng cho đoạn cuối trận đấu. BK kìa. Đồng nghĩa việc là càng ngày stack sẽ càng bị Minh Lộc dụ hơn so với Zero trong những pha trào yếu thức. Nhưng đây là một tình huống nguy hiểm. Sắc có chiêu cuối không đây? Anh ta đang thổi vế. Anh ta bị chói 2 giây. Bị combo đến từ Zero đây. Cố gắng dùng xung kích bỏng cháy để ăn nốt những con lính trước khi phải lên bảng. Người bị tấn công và bị làm choáng là Caitlyn. Có cộng băng Slay không còn tốc biến, không còn đôi máu. Họ quay trở lại trả rất Caitlyn. Tarik khó chịu chưa? Bật ulti lên. Có sân khấu. Người bị tấn công và bị làm choáng là Caitlyn. Có cộng băng Slay không còn tốc biến, không còn đôi máu. Họ quay ngược trở lại trả còn rất nhiều sát thương vào Chris Sky. Và đẩy lui được 3 thành viên Gear by Marine về. Dịch chuyển ra đường giữa là Zeroth. Anh ta định làm gì để phòng thủ? Phải lấy 2 đánh 2 chứ nếu cứ... Nếu như lấy một đánh ngay thì cực kỳ khó với một Warzone đang xanh như thế này. Hất tung không, không, không có choáng, chỉ là tình huống làm chậm nên từ cú đệ tàn khốc mà thôi. Và chắc là Evos sẽ phải từ bỏ ý định ăn trụ đầu ở phút thứ 15 này. Glenn cho này dù cũng đẹp bạn có thể thầy. Hòa đẹp được với Cassiopeia, đó là Ryan. Nhưng không thể làm ngăn cản được những cái thế đẩy rất mạnh mẽ từ Cassiopeia được. Giờ thì khi mà nữa sức mạnh của Gear by Marine phù đường giữa này, anh ta đang nhổ rất đau dù anh ta mới chỉ hoàn thành một món trang bị lớn và đang cầm trong người một lượng tiền. Chắc chắn là nhiều hơn so với một đồ thôi đấy, lát nữa con cát hai đồ là chết. Đó là nó giữ chân thành công được Rai của Zero đây, có thêm bola băng hạt. Và Cassiopeia của Warzone là người đấy để mà họ tiếp tục có băng vào. Họ có được chủ một, làm cho tình công là Archie. Hất
anh có bát lẻ tẻ thế này là chết. Tấn công và làm choáng váng Achi, không có cơ mana, hết mana. Sion của Zeros không còn chiêu cuối nữa. Họ đang muốn đuổi theo. Quá nhiều CC. Có thể sắp hồi lại cộng bằng nhưng quyết định dừng lại đấy mà thôi. Họ đang câu ông bạn già gì của thời vẫn đang support. No way đang đến, nhưng đây là một xạ thủ không còn máu nữa. Trong khi đó thì Slay cực kỳ bình tĩnh đứng dưới, cứ liên tục đẩy và có đi được cái chiêu thứ hai của bạn đấy. Chúng ta không anh em. Để còn mọi thứ đang quay trở lại. Evo đang chứng minh các bạn rằng tại sao họ lại đứng đầu khi vòng loại kết thúc. Cái đầu phỏng. Họ mặc dù biết rằng Rai còn tốc biến, nhưng tình huống làm chậm rất khéo đến từ Stark. Pha này Zero Day không flash đi. Vấn đề chính là Zero Day đã không xuống tốc biến cho đến thời điểm cuối cùng. Này. Họ mặc dù biết rằng Rai còn tốc biến, nhưng tình huống làm chậm. Pha này không flash né đi. Tại vì nếu mà một khi mà đã bị trúng con dê hất tung lên rồi thì sẽ ăn bãi xình lầy của Warzone. Con Cassiopeia là sẽ bị sai lầy không flash được. Rất khéo đến từ Stark và không tốc biến. Một pha không tập trung xử lý đến từ Zero Day. Vấn đề chính là Zero Day đã không tốc biến cho đến thời điểm cuối cùng khi anh ta bước ra khỏi xa lầy, không thể tốc biến được nữa. Vì Bola băng hàn chặn mặt ngay đấy rồi. Một pha chuẩn chỉ trong những tình huống tung kỹ năng. Không còn nhiều máu nữa. Stark nhảy thẳng xuống hang sứ giả kế nứt luôn. Và Jin đây nhau to, là nhau một to, con nhau đi to. Không còn nhiều năng lượng, anh ta chọn thoát đi bằng cú hút của mình để né nét vẽ. Hai bên tranh giành nhau to. Số phận của sứ giả kế nứt băng mạnh hơn bao giờ hết. Đó thuộc về chủ nhân của nó, thuộc về Gam là Chris Sky. Trong khi đó No Way bị bắn, No Way, No Way bị Slay bắn, No Way bị Slay bắn. Để né nét vẽ, hai bên tranh giành nhau. Tụi em nhìn ở trên góc này, tụi em nhìn ở trên góc này. No Way bị Slay bắn, No Way đang chắc, rồi No Way bể đầu. Không che chắn kịp, Slay là người giỏi. Đánh combat à? Achi đang lùi về rất nhanh với cả Zeros nữa. Họ vừa mất đi hai người để lấy được bùa lợi sức giải Gannett. Tôi không biết rằng như thế có đáng hay không. Lộ. Vì điều quan trọng nhất là điểm hạ gục nó thuộc vào tay của Slay và Warzone. Đây là một trận đấu họ có kéo cho Slay và Warzone được lớn. Nếu mà bên Warzone đủ chiêu cuối ấy, là combat rất là mạnh. Đặc đấu. Wow, triệu pha lê Rai Lai phút thứ 17. Đó, tầm này Warzone có Rai Lai rồi này. Trước trận đấu thì con Rai của con Rai này đi. Cái màn để thắng với các nhất là những cú chiêu của Hoàng. Ván đấu này như xét về cùng lắm là sẽ bị nét vẽ chết chóc. Thời điểm tính toán là gần đủ. Nhưng có thấy rằng hình như là cái định hướng của nó cũng còn hơi trượt. Tới lúc này là thấy là thắng rồi đó nha. Tới lúc này là thấy là thắng rồi đó. Tại vì nếu mà đánh nữa ấy, thì bên Evos sẽ macro đánh kiểm soát mục tiêu. Là bên Gam đánh không lại. Rồi. Dòng đất thuộc quyền sở hữu của Evos thì không hất tung, không có choáng luôn, chỉ là làm chậm mà thôi. Rất là có thừa cơ sở. Nếu mà đánh đúng là anh ta sắp hồi lại thanh tẩy, và đặc biệt quan trọng hơn khi còn chiêu cuối cùng lượng máu để có thể cò quay được trước Zeros và Chris Sky. Họ có chiêu cuối của Ryan nếu như họ muốn có được dây thủy ngân, có đủ kháng thể và cái trụ thứ nhất ở khu đường dưới. Cassiopeia sẽ là người có mặt tức thời và tôi nghĩ rằng có thể lấy được. Ăn được, bởi vì nhìn vào cái lượng máu của trụ thôi là tôi biết là với một con sứ giả cái khi gặp Emery tấn công cùng bạn mình là No Way, vì anh ta biết rằng nếu như có hai người cộng đánh võng làm sao né được nhanh độc nhờ. Anh ta chờ thôi, bị hóa đá rồi nó tốc biến đi, nhưng bên kia thì Chris Sky đã bị bấu lại. Anh ta Minh Lập xử lý ghê phết nhở, mấy pha đánh combat mà không chết rồi đó. Chờ thôi, bị hóa đá rồi nó tốc biến đi, nhưng bên kia thì Chris Sky đã bị bấu lại. Tất cả thành viên Giga Bay Marine sống nhưng ta đã có trường Valerie là 30% với những cái nhanh độc. Bạn gần như không có cơ hội nào để lết ra khỏi được phạm vi tấn công của cái áp lực trước Casio và đứng im bất động đấy trong khoảng thời gian rất có lợi thế, nhưng dường như anh ta đang muốn có rất nhiều dây thủy ngân đến từ cái dây thủy ngân trong bàn đấu này, bởi vì rồi và điều đó là cần thiết, bởi vì từ nãy đến giờ cái tỷ lệ họ bị sẽ có thêm được sắp thêm trong giao tranh và sẽ có cửa được thắng. Và nói về cái việc mà giải hiệu ứng thì Slay tuy không lên dây thủy ngân nhưng mà Gam Zeros khác lắm, bơm nhọc đúng rồi. Gam Zeros là đánh vẫn rất hay, đánh vẫn còn chúng hay. Chúng ta thấy rằng sự cẩn thận đến từ tất cả thành viên của từ khi mà trở thành ma vương là phong vũ của Phalo Zeros là càng hay hơn nữa. Chọn phiêu lưu nó sẽ chỉ phải lo lắng tới khi hiệu khống chế của đối phương có thể cộng dồn lên tới con số. Quyền trường đã thiên sứ và đang muốn hướng tới có vẻ thua ba nghìn tiền. Tôi đang nghĩ tới cái trường hư vô, nhưng trong đầu tôi nói rằng Rai thực sự cần tới sự xuất hiện của một cái dây chuyền tập thứ nhất để tới nữa là cái chiêu cuối bằng hàm cách chớp nhoáng. Hai có ba và thu thử này đấy. Người lao thẳng vào Bola băng hàn và chiêu cuối được bật lên đến từ Taric. Brom là người đầu tiên đánh không và hạ. Xe em được thả và không. Một cái mà tính toán rất chuẩn luôn này. Lên chơi luôn. Hai người lao thẳng vào Bola băng hàn đánh và thẳng mặt luôn. Bật lên đến từ Taric. Brom là người đầu tiên
và Zion được thả và hất văng được Chris Sky thành công. Chris Sky bị làm choáng, bị dồn sát thương bởi Caitlyn của Slay, không có cửa nào được thoát ra được cả. No way, quá ít sát thương. Gieo đây muốn 1-3, không ăn thua. Rai lao vào không thể gần như chắc chắn thường chứ tay. Wow, Barot phút thứ 24 không biết đội hình giao tranh. Mọi thứ diễn ra với đúng như những gì mà Evos đã cực kỳ mạnh miệng về. Lúc này là kêu là đó là tôi nhớ Topi có nói mình đánh giao tranh mạnh đi. Bên Gam thích đánh đội hình giao tranh, mình đánh đội hình giao tranh. Hóa ra là cái lối đánh phòng thủ chặt phản công nhanh của Evos. Bên cũng không hề chơi theo kiểu phòng thủ chặt phản công nhanh của Chris Sky. Điều này đồng nghĩa với việc đó không phải là thứ dừng của đối phương mang thế kiểm soát tài sách. Cái lúc này cái con cái cờ lệnh hiệu triệu lỗi là lỗi lắm mày. Tôi nhìn vào đúng một chiêu thức thôi, đó là cái chiêu cuối. Cờ lệnh hiệu triệu lỗi lắm mày. Và tôi tin là họ đánh nhau ở trong khoảng thời gian từ năm. Còn Tarik Avan tích rồi. Whiskey làm cái gì đây? Thằng này rốt ẩu, thằng này rốt ẩu. Và nó khiến qua rồi cả sát tiền lên. Thằng này rốt ẩu. Này này, thằng này đấu súng giữa lâu ấy dạ, sẽ đây này. Thằng này hay này. Đi bắn tiếp luôn. Là người giành được chiến thắng. Sion đã quá không mà pha này hai thằng tanh cân hết luôn. Người nằm xuống là No Way. Không, đó là Slay thì chính xác hơn. Họ muốn luôn. Con Lý Minh định bỏ chạy rồi. Không bị hất văng mà lao vào tấn sắc tốc phía lên. Hai cục thành công được Archie. Quay trở lại tấn công vào Chris Sky. Hai cục được Chris Sky. Zeros gặp nguy hiểm thoát ra và Zeros chiến luôn. Hất được hai người. Chiến luôn. Có thể là Quadra Q. Lúc này đại đế đánh hơi căng. Quadra Q đang là thứ đặt trước mặt. Nhưng Sion không muốn buông cho đối phương một cơ hội. Stuck vẫn là người giành chiến thắng chung cuộc trong cái tình huống giao tranh năm nay. Không hổ danh là Stuck đại đế mà xử lý vừa rồi cho thấy là cái độ trì và độ quái của Stuck là nhiều đến như thế nào. Sự chia sẻ về mặt sát thương. Anh em cứ mong chờ Stuck đại đế như là ma vương đã trở về đúng Zero bản chất chiến của nhau nhưng mà người đi đường trên sở tác đại đế là ma vương trẻ, tuổi nghề tôi nghĩ là sở tác đại đế với cả ma vương giờ còn là lộc rapper với cả minh may mắn. Đây chúng ta cùng nhìn lại pha thi đấu này. Một pha này pha này ẩu, pha này thằng Rốt không có flash. Nếu mà nó có flash ấy thì nó được phép đứng như thế này. Đây nó không có flash rất lâu rồi. Nó đánh pha này là ẩu. Một pha thi đấu mà Warzone gần như không được chơi. Anh ta có nhiều giáp nhưng mà nó câu khá là lâu. Của sát thương đến từ cả bốn người. Khó, trong khi đó lâu. Đây là một cái hình ảnh tuyệt đẹp của VCS. Không lâu lắm. Hai xạ thủ nhìn nhau. Wow. Bắn. Tôi thực sự thích cái cách mà Slay cùng với nhìn đã thế thôi nhưng mà cái vị trí không được tốt nhau và thậm chí là hạ gục nhau. Nhìn đã thế thôi nhưng mà cái vị trí không được tốt. Ồ lại đánh nhau lại đánh nhau. Lại đánh nhau một trận. Trở lại với pha giao tranh này khi mà Zero chưa hất văng được hai người. Tarik bật ulti lên là win. Tarik bật được ulti là win. Của Jijin băng đi chắn giữa chân đối phương. Chân đồ không thể nào mà có bắt lại. Không có nhiều sát thương. Bị làm choáng lại là Archie. Lên bảng ba người của Gear by Marine đã nằm xuống. Evos không mất ai. Họ đang đứng trước cơ hội tiến thẳng vào lấy đi đường giữa của đối. Thế nên từ play đưa ván đầu đến ván đầu thứ 3 cân bằng tỷ số 1 đều. Jijin và Rolofi thay nhau hứng chiếc sát thương đến sân khấu. Bị hất văng lên, bị chói. Cái pha này ở phía bên này bị hất văng. Cái pha này thiếu người này, cái pha này thiếu người. Khu đường trên họ lại đang muốn lao vào nhưng Chris Sky có đủ trâu hay không đây? Khiên dựng lên cho thấy Chris Sky. Pha này thực ra lui được, cái pha này thực ra lui được nhưng mà muốn chơi luôn này. Bắt vào hơi sâu, sân khấu dựng lên, bắt vào Rolofi được mà thôi. Không có chiêu cuối của chúng ta người. Jijin và Rolofi thay nhau hứng chiếc sát thương lên sân khấu, bị hất văng lên, bị chói, nét vẽ rất chuẩn xác. No Way tiến vào, vũ trụ bật lên hơi buồn. Slay về được nhưng Stuck thì có vẻ được hay không? Quân tới góc chiều cuối cả năm người làm choáng được hai, anh ta thoát ra khi thấy đối phương đang ở sát thương. Kết lên bắn được một, kết lên có thể bắn thêm nhưng Gear by Marine là đội thủ chủ động lùi về khi thấy rằng họ không còn những thành viên lao vào mạnh mẽ nữa. Kết lên thiếu người mà vẫn đánh nhỉ? Lại đánh trong trụ này. Con Tarik chưa hồi được ulti nữa, chưa hồi được ulti kịp. Tôi không kịp cộng bây giờ. Không là nó 4 đánh 5 cũng được pha đó luôn dưới chân trụ. Nhưng mà con Tarik chưa hồi được ulti. Nói chung là pha này ẩu. 80% mà anh ta bắn chí mạng liên tục. 1400 sát thương vào lính và 6700 vào người. Thời này con Rai ấy là nó rờ xong rồi nó đồng hồ cát. Có thể thở được. Nó rờ xong rồi nó đồng hồ cát, nó đẩy cánh, nó rờ xong rồi nó đồng hồ cát. Không thể nào bắt được nó. Con Rai thở được mạnh. Xả đạn vào giữa lòng địch. Phát đạn thứ tư của anh ta trúng vào Rolofi. Con Rai thở lại bình. Và điểm may mắn đối với Gear by Marine là Rolofi hết năng lượng để kích hoạt cái chiêu cuối của chúng ta. Sống còn đứng
kết hợp cùng với Slay hạ gục thành công được Sion. Họ vẫn đang ở đội dẫn trên hơn sau khi có được bên Gam chỉ gỡ lại một xíu thôi, năng lượng đâu mà đơn giản không thể nào mà bật được với một... tại vì cái chất tướng lại là Sion bị làm choáng. Nhưng cái giá phải trả thì hơi đắt. Zero bị khựng lại, anh ta bị giữ lại vòng vây bởi 4-5 con quái vật. Và bây giờ thì Zero không còn đứng ở trên mặt đất để mà phòng thủ những cái trụ tiếp theo nữa. Thế như trẻ tre, tôi tin là cái năm thành viên của Evolve có thể lấy được lính siêu cấp của một đường dưới này với sự trợ giúp của cái cờ lệnh dự trữ. Có lẽ là Game Boy Marine sẽ chủ động bỏ, họ nó không thể cho con nào xe giữ được. Thậm chí họ còn nó đang e ngại về nguy cơ có thể bị mất luôn đi ván đấu này. Evolve sẽ chạm vào luôn. Họ còn đầy nguyên máu cho từ nên Wizard là con và từ Slay chặt đường rất nhiều từ phía bên ngoài. Orion đang quáng xả, gương hết văng lên là nhập vào con xe này bút ỉa chảy luôn. Anh ta không thể được, không có nhiều sát thương. Rai của Zero đây đang quáng ném trong vô vọng. Có sân khấu không? Đó cũng chút rằng người Cassiopeia tràn lên. Em bắt được double kill và có thể thêm nữa triple kill dành cho Cassiopeia của Vũ Phong. Anh ta đấm liên tục được những người đồng đội của mình. Nô hề bắn gãy tay. Nếu mà là một con AD khác thì mọi chuyện đã khác. Thiệt. Miễn 100 sát thương phép, 100%, miễn 100% sát thương phép. Cái con xe được bút cờ lệnh hiệu triệu, miễn 100% sát thương phép. Cái xe bút bút bố á, là nó bắn xa mãi ra. Và xa mãi nhưng mà Mạnh có nói là mà nếu mà vào gần trụ ấy là bắn nhanh nữa, bởi vì cái thành tích này là đến từ cả 5 người. Đúng là như vậy. Và từ cả cái sự cân bằng tỷ số một đều bên Mạnh Quyền vào trong cái vấn đề cấm và chọn nữa. Và hoạt động thứ hai thì cả cái sự đóng góp của huấn luyện viên Mạnh Quyền vào trong cái vấn đề cấm và chọn nữa. Rõ ràng là đúng là như vậy. Và từ cả cái sự đóng góp của huấn luyện viên Mạnh Quyền vào trong cái vấn đề cấm và chọn nữa. Rõ ràng là hoạt động thứ hai thì cả cái sự đóng góp của huấn luyện viên Mạnh Quyền vào trong cái vấn đề cấm và chọn nữa. Rõ ràng ở vòng thứ hai thì Evolve đã tốt hơn. Respect Mạnh Quyền.